thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và lại là tôi đây, ngày hôm nay chúng ta lại trao đổi với nhau về một chủ đề. Chủ đề này tôi chắc chắn các bạn sẽ rất là quan tâm và yêu thích nó. Bởi vì đây là bí quyết kiếm tiền trong khủng hoảng kinh tế và suy thoái kinh tế của những nhà đầu tư bậc thầy trên thế giới. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng review với bạn về cách mà Warren Buffett phản ứng và làm như thế nào đối với lại khủng hoảng kinh tế và cuộc sống thời thường nhật của ông ta. Cũng như tôi cập nhật với các bạn về cái thư mới nhất, gần nhất của bậc thầy, đại bậc thầy về đầu tư chứng khoán trên toàn thế giới, đó là Howard Marks. Trong một lá thư mà Howard Marks đã gửi cho tất cả các khách hàng của mình. Và cái bức thư này được gửi ra vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Và nó đã đến tay người đọc. Cụ thể đây là những người đầu tư vào trong quỹ đầu tư hơn 140 tỷ đô la của Howard Marks, quỹ Oaktree Management, Capital Management. Và nó mới release vào ngày 1 tháng 4 thôi. Thế thì tôi thấy rất là vui, bởi vì ngày hôm nay thì tôi cũng mặc một cái áo đỏ cho nó may mắn. Và chúng ta hãy cùng review xem là hôm nay nội dung cái market nó như thế nào, trước khi chúng ta bước vào trong cái bài chia sẻ này của tôi. Và như thường lệ thì tôi vẫn chia sẻ với các bạn có cả PowerPoint để cho các bạn có thể theo dõi một cách nó dễ dàng cái bài trình bày và chia sẻ của tôi ha. Nhưng mà bài này cũng là một trong những bài khá là dài, tôi nghĩ là khá là dài. Nhưng mà các bạn nếu mà thực sự mà khao khát thành công thì tôi nghĩ rằng bạn nên xem cái video này từ đầu đến cuối, bởi vì nó chứa đựng những thông tin mà có thể ảnh hưởng tới cái số tiền của bạn sẽ có trong tương lai. Và mượn cái cuốn Payback Time ngày đời nợ, kiếm một số tiền lớn là cách trả thù tốt nhất cho cái tương lai tài chính đã bị tước đoạt đi trước đây của bạn. Và bạn cần phải xem video này. Rồi thì chúng ta cùng review một chút về cái thị trường. Ngày hôm nay cũng là ngày thứ 6 và chúng ta đã kết thúc cái ngày thứ 6 này với một cái thị trường khá là đẹp trong VN30. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là thị trường VN Index đã đóng cửa là 701,8 điểm và đã tăng 3,17%. Trong VN30 thì có một số mã tăng trần, một số mã như là bảo hiểm thì tôi cũng đã nói với các bạn trong cái video ngày thứ 4 vừa rồi. Rồi Cô Tích Công, STB, SSI rốt thì chả nói làm gì, MWG thì cũng chả nói làm gì, BIDV thì một số mã khác thì đứng giá và tăng điểm nhẹ. Một số mã thì tôi cũng chia sẻ với các bạn về ngành thực phẩm thì cũng tăng giá rất là tốt. Thực phẩm đây không phải là thực phẩm Vinamilk sữa nhá, các bạn đừng có nhầm lẫn cái chuyện đó. Rồi và thấy rằng là ở đây thì chúng ta thấy rằng nước ngoài vẫn đang bán dòng là 374 tỷ khá là nhiều. Nếu mà chúng ta nhìn vào đồ thị của VN Index ở đây, tôi ít khi ra nói với các bạn là mua cổ phiếu nào lắm, cái này các bạn tự chịu trách nhiệm. Thì có hai cây nến tuần ở cái vùng mà bắt đầu từ vùng 650 660, bắt đầu bật lên đến khoảng 701 này. Thì nhìn theo cái đồ thị thì không phải, tôi không phải là thầy bói, tôi không phải là cái người như tôi nói với các bạn là không phải là một trong những người có crystal ball, tức là cái quả cầu pha lê để mà nói rằng là thị trường sẽ đi đâu về đâu, giống như là một fortune teller, là một người nói về tương lai, thầy bói. Nhưng tôi nghĩ rằng là thị trường thì cũng có khả năng có cái xác suất cái này có một cú nhục hồi, nó gọi là dead cat bounce, nó có thể về lại 780, 775 hoặc là từ 750 đến 770 điểm. Thì đây là một nhịp hồi để cho các cái quỹ, các cái tổ chức lớn họ bị kẹp hàng, họ kéo lên. Đặc biệt một số quỹ đầu tư vào cái Finlit, rồi Diamond Lit, ETF, rồi một số các quỹ đầu tư lớn, chẳng hạn như là cái quỹ VN Elite, PYN Elite và một số các quỹ khác họ bị kẹp hàng rất là nặng ở vùng giá cao, ở trên 900 điểm cơ. Thì họ sẽ kéo lên và họ sẽ cơ cấu lại hàng hóa hoặc là thoát hàng. Thì các bạn hãy tranh thủ tận dụng cái nhịp hồi này. Nếu như có nhịp hồi thì đấy là một điều rất là tốt. Thế còn đối với lại thị trường thì thực ra cũng chả có cái gì sáng sủa cả. Chúng ta cùng cập nhật một chút là bởi vì tại sao tôi lại có một cái video ngày hôm nay. Một phần là cái thị trường nó đã có những cái dấu hiệu là nó được phục hồi theo kiểu dead cat bao, cú nảy con mèo chết của các quỹ đầu tư họ kéo lên. Và các bạn thấy rằng cái thanh khoản của nó thì rất là teo tóp. Thanh khoản hiện nay thì có 3.500 tỷ, nhưng mà thực ra nếu mà tính trừ đi giao dịch thỏa thuận là 842 tỷ ấy, thì thực ra thì thị trường chỉ có giao dịch khoảng độ 2.700 tỷ thôi. Mà 2.700 tỷ này thì nó là một cái con số mà rất ít và gần như không có nhà đầu tư cá nhân nào nhiều lắm tham gia vào cuộc chơi này. Cuộc chơi này là toàn cuộc chơi mua tay trái bán tay phải của các quỹ đầu tư thôi. Cho nên là các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ không quá hấp dẫn cho các bạn trong cái cơ hội này, trừ khi bạn là bottom fisher, tức là những người đi vò đáy, mò đáy. Thế
Thế còn đối với chúng tôi thì chúng tôi không phải như vậy. Và các bạn cũng thấy là tôi có một cái video cập nhật là bởi vì một người bạn lớn của tôi, nếu các bạn đọc trong thiết kế cuộc đời thịnh vượng thì các bạn cũng thấy rằng là tôi kết nối với Guyspear thông qua Twitter, Instagram và những cái đoạn WhatsApp chat. Thì ở đây là một cái official trên mạng thôi, trên Twitter của Guyspear thì có nói rằng là các bạn có nghĩ rằng là kinh tế sẽ có một cú significant long term downturn, significant và long downturn, tức là một cú suy giảm dài và mạnh không, hay là đây chỉ là một cái dịch, đại dịch này nó sẽ chỉ diễn ra một cái gọi là short downturn và quick recovery, tức là một cái đoạn suy thoái ngắn và một cái đợt hồi phục nhanh của nền kinh tế. Thì có khoảng 482 vote, những người bạn của Guyspear thì phần lớn là những nhà đầu tư cỡ lớn trên thế giới, và họ vote rằng đến 62,9% họ vote rằng là đây sẽ là một cái significant downturn, tức là một cái đạn giảm rất là mạnh của thị trường. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các nhà đầu tư lớn làm gì, và cụ thể đây là Warren Buffett, Charlie Munger thì dùng chiến thuật là nào, và tôi sẽ cập nhật với các bạn lá thư của Howard Mark giống như tôi đã chia sẻ với các bạn. Và tôi phải nói cái phần này với tốc độ rất là nhanh là bởi vì tôi muốn dành những cái phần mà tôi nói kỹ hơn ở phần lá thư cũng như cái chiến lược của Warren Buffett. Thì điểm qua thông tin như vậy thì các bạn thấy rằng là thực tế ra với cái câu tweet của Guyspear như thế thì chúng ta cũng nhìn thấy là tình hình của Corona, một cái đại dịch mà chúng ta đã nhìn thấy, thì chúng ta thấy rằng là hiện tại ấy, là cái con số là số người nhiễm trên thế giới là 1 triệu người đã chính thức được báo cáo. Nó nhanh hơn sự tưởng tượng của tôi rất là nhiều. Và ngày hôm qua thì thế giới đã có hơn 1 triệu người nhiễm, và cho đó thì có 53.000 người đã bị mất. Và đây là con số theo thống kê của Đại học John Hopkins của Hoa Kỳ chính thức thống kê trên toàn thế giới. Và có 213.000 người khỏi bệnh, thì vẫn còn đâu đó khoảng đâu là 800.000 người đang vẫn còn active case. Mỹ là quốc gia số 1 về số người nhiễm, sau đó đến Ý, đến Tây Ban Nha và đến Đức, đến Trung Quốc. Thực tế Trung Quốc còn phải con số lớn hơn rất nhiều, và thậm chí lớn hơn cả Mỹ. Nhưng mà có một số các cái tình báo của Mỹ nói rằng là Trung Quốc thì họ giấu số. Mặc dù là ông cảnh sảng và một số các nhà quan chức ngoại giao của Trung Quốc phản đối điều này, nhưng mà cả thế giới thừa biết cái chuyện này. Chúng ta cũng không cần phải bàn thêm, bởi vì cái kênh của tôi không nói về chính trị, và chúng tôi cũng không đả kích về chính trị làm gì. Ở châu Âu và Iran thì mọi thứ vẫn còn rất là tệ, đặc biệt là ổ dịch mà tiềm năng nhất đó là nước Anh. Thì nước Anh cũng sẽ là một cái nước mà khá là, tôi nghĩ cũng khá là nguy hiểm ấy. Và thực ra thì đối với lại hiện tại thì các bạn thấy rằng là như Úc chẳng hạn, mặc dù trên số báo cáo ở Úc đây, Australia mới chỉ có 5.000 người, nhưng mà đối với Úc thì người ta đã nói rằng là có thể đã có 10 triệu người nhiễm cái đại dịch này rồi. Đấy, các bạn có thể xem trên VN Express. Và đối với lại Thụy Điển, một quốc gia hiện nay mới báo cáo đâu đó khoảng có 5.560 người, thì hiện nay cũng đã nói có khoảng 5 triệu người. Và trên thế giới hiện tại thì người ta nói có thể lên tới cả vài chục triệu người nhiễm cái đại dịch này rồi. Và các bạn thấy rằng là hiện nay thì ngoài cái câu chuyện là thế giới nghi ngờ Trung Quốc, thì bắt đầu là chính bản thân nội tình của Trung Quốc cũng bắt đầu nghi ngờ Trung Quốc. Cái này là cái bài báo mới nhất ở trên VN Express đăng vào ngày 3/4 ngày hôm nay 15:11, tức là ngay kết thúc cái phiên, là nghi ngờ số ca nhiễm đại dịch thật phủ bóng Trung Quốc. Thì Trung Quốc họ cũng nghi ngờ và họ sợ cái làn sóng thứ hai họ sẽ bị nhiễm. Và du học sinh của Trung Quốc thì đang về nước mà bị đối mặt với tất cả sự kỳ thị của chính những người trong đại lục, bởi vì họ sợ là bị tái nhiễm lại. Rồi ở bên Mỹ thì họ không có thiết bị bảo hộ khá là nhiều, những cái vấn đề liên quan đến câu chuyện là họ đang có những cái thực sự là rất khó khăn trong việc là kiểm soát cái đại dịch này. Thành phố New York, và như tôi đã nói trong cái video ngày thứ tư, thì tôi rất là mong đợi là sẽ có một cái, mong đợi ở đây không phải là cái chuyện mình hả hê, mà ở đây God bless, tức là đây là một cái dạng để mình nói rằng là mong đợi là một cái chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, đó là nước Mỹ sẽ tiến hành phong tỏa New York, New Jersey và Illinois, thì cũng như là Florida, một số những cái bang hiện nay đang bị nhiễm rất là nặng cái đại dịch này trên toàn nước Mỹ. Và khi mà những điều kiện này xảy ra thì có thể sau 6 đến 8 tuần thì cái đại dịch sẽ đạt đỉnh, và lúc đó thì kinh tế nó mới có thể khá hơn được. Thì cập nhật sơ qua với các bạn với cái tình hình về cái đại dịch này như thế trên toàn thế giới, với trên 1 triệu người nhiễm, với cái tốc độ là 10% mỗi một ngày như thế này, thì tôi nghĩ rằng là chỉ trong vòng khoảng đâu đó ý là 10 ngày nữa số ca nhiễm nó sẽ lên khoảng độ tầm 2 triệu người.
Và cái đó là một cái điều mà tôi không hề muốn nó xảy ra, nhưng mà có lẽ là nó sẽ xảy ra. Để nói với các bạn rằng là cái đăng lên của Guy Spier mà khi nói về câu chuyện về cái đại dịch này và nền kinh tế ấy, thì 62,9% những cái nhà đầu tư gọi là tay to thì đều vote. Ở đây tôi chưa vote đây các bạn, tôi đang để đây, vì nếu mà tôi vote thì nó sẽ có là tôi vote vào đây và có trái tim của tôi thả vào đây. Thế nhưng mà đấy, tôi chưa vote. Đây là những nhà đầu tư lớn họ vote thì họ nói rằng là 62,9% sẽ nói rằng đây là có một đại suy thoái trong nền kinh tế. Và chúng ta sẽ tìm hiểu cái chiến lược mà của Warren Buffett và Howard Mark cụ thể sẽ làm cái gì. Tôi sẽ nói về về Warren Buffett và về bốn cái chiến lược, năm cái chiến lược giàu có thôi, nói bốn chiến lược thôi của Warren Buffett trước, và sau đó thì tôi sẽ cập nhật với các bạn về cái chiến lược của Howard Mark nhìn nhận về vấn đề này như thế nào. Howard Mark thì các bạn cũng biết rằng là ông là tác giả của cuốn sách là Điều Quan Trọng Nhất. Và Điều Quan Trọng Nhất, đây là cuốn sách mà Happy Life đã dịch và xuất bản, là một trong cuốn sách bán chạy nhất của Howard Mark trên Amazon cũng như trên toàn thế giới về đầu tư. Ông là bậc thầy của những bậc thầy. Chúng ta sẽ cùng trao đổi sau về chuyện này. Và đối với lại chiến lược của Warren Buffett trong khủng hoảng thì thực sự đối với các bạn, tôi vẫn khuyên các bạn, đấy là đối với Warren Buffett, ông vẫn duy trì cái việc là ông giữ cho bản thân mình không có bận rộn đâu. Và đây là một cái nó mang tính chất nó hơi personal skill, tức là những cái kỹ năng về cá nhân nhiều hơn, để các bạn biết rằng là hiện nay các bạn đang ở trong cái giai đoạn social distancing hay là social isolating, tức là giãn cách ly xã hội, thì các bạn có nhiều thời gian thì hãy tập trung vào những cái xóa bỏ những công việc bận rộn để tập trung vào những điều quan trọng. Đối với Warren Buffett thì thực sự là Warren Buffett thì với tư cách là CEO của Berkshire Hathaway thì ông loại bỏ tất cả những cái nhiệm vụ mà không quan trọng đối với lại thời gian biểu của mình. Chẳng hạn như ông bao giờ nói chuyện với nhà phân tích ha, và ông không bao giờ, hiếm khi xuất hiện trên truyền thông lắm, trừ khi có gì đặc biệt, một số kênh mà ông có sở hữu cổ phần thì ông đứng lên ông nói, còn lại không, ông không tham gia vào các sự kiện công nghiệp, các sự kiện công nghiệp, và ông sống cách xa những cái khu vực ồn ào như New York, và ông ở Nebraska trong hầu hết sự nghiệp của mình, và không bao giờ tham gia cuộc gặp nội bộ với tư cách là một CEO. Đấy, cụ rất là quan trọng chuyện đó. Và thứ hai nữa là cụ cũng nói rằng là cụ xóa bỏ bằng cách là tập trung toàn bộ những ưu tiên của mình vào trong 20% số công việc để tạo ra 80% kết quả. Thì trong cái cuốn mà ở đây là cuốn Thiết Kế Cuộc Đời Thịnh Vượng của tôi ấy, thì tôi cũng nói phần này rất là nhiều của cái vòng tròn quan tâm và vòng tròn ảnh hưởng, thì các bạn có thể coi lại. Và trong đó thì có phần mà của ông Warren Buffett chia sẻ về cái câu chuyện là Mike Flynn, phi công của ông, được lời khuyên của ông tập trung vào 20% những cái việc mà quan trọng nhất mà tạo ra 80% kết quả đó. Thì các bạn có thể xem trong cái chương 4 để cách tìm kiếm đam mê và lẽ sống cuộc đời trong cái này, các bạn có thể tham khảo trong cuốn sách này. Rồi, đấy là chiến lược đầu tiên của Warren Buffett khi mà ông có nhiều thời gian, và đặc biệt là ông quản trị thời gian của mình trong cuộc đời như thế nào để kiếm bộn tiền. Và ngoài ra thì ông giữ cho mọi thứ, hệ thống đầu tư của ông rất là đơn giản. Cụ thể ở đây là ông đọc báo cáo tài chính mỗi ngày, và ông hiểu được những cái vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và dòng tiền doanh nghiệp, cũng như ông hiểu khi nào thì ông cần xuống tiền. Thì đối với tôi thì tôi cũng nghĩ rằng là để mà kiếm tiền, như tôi nói các bạn, thì hoàn toàn index có thể quay trở về cái mốc là 750-780 điểm trong 2-3 tuần nữa, mặc cho thế giới biến động, mà mặc cho có thể có những cái cây ca nhiễm, cái đại dịch nó tăng lên, thì nhà cái đang kẹp hàng Việt Nam có thể tiếp tục đánh lên nữa. Thì tôi học cho Warren Buffett là tôi giữ hệ thống đầu tư của tôi rất là đơn giản. Thì trong công vụ chứng khoán của mình thì tôi cũng nói với lại tất cả những sinh viên của mình rằng là tôi giữ cho hệ thống đầu tư của tôi hiểu về cái FA giống như là nội công của doanh nghiệp, và tiếp theo là tôi hiểu về cái Ichimoku là cái kiếm ngắn, rồi cái kiếm dài là đúng các đường MA, các đường Moving Average cơ bản, một số những cái công cụ khác như là công cụ nến và công cụ về cái lưu đạn và giao găm của tôi là nến với lại Fibonacci, thế thôi. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta hãy học Warren Buffett giữ mọi thứ đơn giản, đặc biệt là trong cái thời gian mà chúng ta đang có rất nhiều thời gian như thế này. Rất nhiều thời gian, tôi nói với các bạn là rất nhiều thời gian để chúng ta có thể là làm những cái điều mà chúng ta cần, đó là xem xét lại kiến thức của mình, dọn dẹp lại thư viện của máy tính, thư mục của máy tính trên đám mây, rồi chúng ta học thêm những ngôn ngữ mới như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, hay là những ngôn ngữ mà chúng ta mong muốn, rồi học thêm các kỹ năng về kinh doanh và đầu tư. Thì các bạn có thể xem lại cái video của tôi, những cái video trước đây của chúng tôi, để mà các bạn có thể học thêm những kỹ năng mới, hay là những cái chuyện như nói chuyện trước đám đông chẳng hạn. Rồi, đặc biệt trong cái chiến lược của Warren Buffett, tôi đang để 5 nhưng mà chắc là tôi chỉ nói 4 thôi, đó là tập trung vào một số ít các khoản đặt cược có chất lượng cao. Các bạn hãy nhớ lại cái video mà hôm thứ tư của tôi vừa nói ha,
Tôi nói với các bạn, đây là cái video mà hôm thứ tư hiện nay đã có 51.000 lượt xem rồi. Thì nó cũng là một trong những cái video mà tôi nghĩ rằng là các bạn xem rất là nhiều. Và trong nguy có cơ hiểu sao cho đúng trong suy thoái và khủng hoảng kinh tế, và tiền mặt là vua, và cái chuyện là chúng ta sẽ tái thiết kế cuộc đời thịnh vượng như nào, rồi giải cứu bất động sản, GDP, nền kinh tế, thì các bạn có thể xem lại những cái video mà tôi đăng gần lên, khoảng 10 cái video gần đây về cái chủ đề này. Thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi nói rất rõ với các bạn, đấy là chúng ta sẽ phải phù thịnh chứ không phù suy. Tức là đối với lại cái đại dịch này xảy ra thì sẽ có những ngành chết rất sâu. Các bạn đừng mua dead cat bao ở những ngành đó, bởi những ngành đó là những ngành mà sẽ bị ảnh hưởng về tiền mặt giảm sút, lợi nhuận sẽ chắc chắn giảm sút, không chỉ trong vòng 3 tháng, 6 tháng mà thậm chí 2 năm, 3 năm tới. Ví dụ như ngành hàng không chẳng hạn, thì các bạn thích chơi kiểu thế thì bạn chơi, chứ còn đối với tôi không bao giờ làm chuyện đó. Tôi thích những ngành nào được ngành hưởng lợi. Đối với Việt Nam thì không có cái công ty niêm yết nào sản xuất khẩu trang cả. Nhưng mà nếu ở Trung Quốc thì các bạn thấy rằng là có một cái công ty sản xuất khẩu trang, thì họ đầu tư một cái dây chuyền máy móc có 7 triệu đô la và họ thu hồi vốn chỉ trong 14 ngày. Và các bạn thấy từ lúc mà đại dịch diễn ra đến bây giờ thì đây, chúng ta bỏ qua câu chuyện về đạo đức kinh doanh, chúng ta đơn thuần nhìn ở cái góc độ đó là đây là một cái cơ hội kinh doanh. Thì 14 ngày họ đã thu hồi vốn và 14 ngày sau thì họ có lãi là 7 triệu đô la. Mức lãi suất của nó là lên tới là 100% chỉ trong một tháng. Và các bạn biết rằng bây giờ nhu cầu khan hiếm khẩu trang trên toàn thế giới, đặc biệt ở Mỹ, ở châu Âu, đang dẫn đến những đơn hàng đặt hàng rất lớn cho Trung Quốc. Thì Trung Quốc đang xuất khẩu khẩu trang, có lẽ là cường quốc về xuất khẩu khẩu trang đấy. Và các cái vải khẩu trang thì nó tăng lên một cách kinh khủng, từ 68 đô lên 68 ngàn đô một tấn. Các bạn thấy rằng nó kinh khủng như thế cơ mà, nó tăng 1.000 lần ấy. Đấy. Thì không biết là 68 ngàn, báo hôm trước tôi đọc là trên VN Express có nói quá không, nhưng mà khả năng là tăng 1.000 lần là có. Và phù thịnh không phù suy thì các bạn sẽ thấy rằng là những doanh nghiệp mà có cái bán hàng rất là mạnh trong cái thời điểm này, ví dụ như kênh online chẳng hạn, hay là bán hàng rất là mạnh, đó là thực phẩm, mì gói, rồi nước tương, nước mắm, rồi vân vân, các bạn có thể coi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là một số các cái doanh nghiệp thực phẩm khác thì không được bán được như vậy đâu, bởi vì là họ không có những cái hoạt động bán hàng, chẳng hạn như là nhà hàng, khách sạn, rồi các cái địa điểm vui chơi giải trí. Những cái doanh nghiệp mà càng có địa điểm phân phối rộng ấy, và không có những cái occasions, tức là những nơi sử dụng như thế, thì các bạn cũng không thể mua được, và chắc chắn là cái lợi nhuận của họ suy giảm. Thế còn những doanh nghiệp mà buôn bán, các bạn có thể để ý trên TV hiện nay thì những quảng cáo của những cái doanh nghiệp đấy là rất nhiều, phần lớn chỉ có cái doanh nghiệp đấy là quảng cáo thôi. Ví dụ thịt, ví dụ như mì gói, như này, nước mắm, nước tương, đấy, thì các bạn thấy rằng họ quảng cáo rất là mạnh, và tất cả các ngành cùng quảng cáo, các công ty trong ngành cùng quảng cáo cơ. Cho nên các bạn hãy phù thịnh chứ đừng phù suy. Và chúng ta hãy đặt câu hỏi là ngành nào được hưởng lợi từ suy thoái. Còn nếu chưa biết cái này thì xem lại cái video hôm thứ tư vừa rồi của tôi. Đấy, video thì tôi nói rất rõ là trong nguy cơ khủng hoảng, ở trên cái màn hình các bạn sẽ nhìn thấy ở đây này. Hôm nay thứ 6 mà mặc cố tình màu đỏ để mà nói cho các bạn cho nó may chút, để thứ hai nó không có gặp cái hiện tượng là Black Monday, tức là một cái ngày thứ hai đen tối nữa. Hy vọng là vậy, chứ còn nếu mà hôm nay mới tăng gần 3%, hơn 3%, thứ hai giảm 4% thì không có ý nghĩa gì cả. Có thể cho các bạn hưởng trọn vẹn một tuần sau vui vẻ thì nó cũng là may mắn, phải không? Đấy. Nhưng mà lâu dài thì giống như ông Guy Spier, các bạn lưu ý lại giúp tôi nhé. Guy Spier nói rằng, và tôi đồng ý quan điểm của Guy Spier, đây là một cái cú downturn và một suy thoái kinh tế, và đại suy thoái kinh tế, chứ không phải là một cú quick đâu. Và các nước khác có làm thì Việt Nam thì cũng chỉ lên được đấy, tôi nói về 780 đấy, hoặc 750, 780 thôi các bạn nhé. Và chúng ta hãy cược lớn chút khi lợi thế nghiêng về phía mình. Và cái câu này thì hãy xem lại video thứ tư vừa rồi của tôi. Đấy, tôi nghĩ là như vậy, đây là chiến lược kiếm tiền thứ ba của Warren Buffett đấy. Và thứ tư đó là tập trung vào các khoản đánh cược dài hạn đấy. Thì đánh cược dài hạn nó nghĩa là khi mà ông mua được cái giá thấp thì ông đánh cược dài hạn. Một số bạn hỏi tôi là anh ơi, anh chưa làm cái video về cái ngành công nghệ. Thì thực sự là với cái ngành công nghệ năm nay tôi không đánh giá cao lắm. Mà cụ thể đây một cái mã mà tôi đã giới thiệu rất là nhiều cho các bạn rồi. Nhưng mà tôi thì tôi luôn nói với các bạn rằng tôi không phải là người môi giới để khuyến nghị chứng khoán, cho các bạn phải rất cẩn trọng khi bạn nghe những cái video mà không có bữa trưa nào miễn phí cả. Các bạn phải tự làm bài tập của riêng mình, tự phân tích, tự cho mình cái ý kiến ha. Thế thì năm nay là năm mà cái thị trường như Nhật Bản, Mỹ cũng và châu Âu bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái đại dịch. Cho nên là cái nhu cầu và cái giao thương
và các hợp đồng cũng sẽ bị xem xét lại bởi các cái công ty đang tổ chức Olympic hay là những cái công ty mà ở châu Âu và các thậm chí là các hãng hàng không, cho nên một số hợp đồng có thể sẽ bị chậm thanh toán. Do đó thì cái dòng tiền của các công ty công nghệ, đặc biệt công ty xuất khẩu phần mềm, nó sẽ bị ảnh hưởng đấy. Nhưng mà nếu bạn là người tập trung vào các khoản đánh cược dài hạn ấy, thì các bạn nên tập trung vào những gì thiết yếu cho cuộc sống. Bởi vì nếu với tình hình là đại dịch nó tăng từ 1 triệu lên 2 triệu, từ 2 triệu lên 4 triệu ca, và thậm chí có thể 10 triệu ca trên toàn thế giới trong vòng 3 đến 6 tháng tới, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái thực phẩm và cái thiết yếu trong nền kinh tế nó cực kỳ quan trọng. Và đó là lý do mà tại sao tôi lại giới thiệu về cái chiến lược của Warren Buffett. Thực ra là 4 chiến lược thôi, tôi sẽ dừng ở 4 chiến lược thôi ha. Tôi đánh lại 4 chiến lược. Và theo nhà đầu tư William Thorndike của The Outsider, thì cái cuốn Outsider ông nói rằng là ông ưu tiên giữ 5 cổ phiếu top của mình trong suốt trung bình 20 năm. Tức là tóm lại là đầu tư rất là dài hạn. Thì các bạn nếu mà suy nghĩ dài hạn thì các bạn hãy nghĩ như thế. Hiện nay ở thị trường Việt Nam thì như tôi nói, quay trở lại cái đồ thị hiện nay, với việc xuống sâu như này thì việc hồi phục theo hình chữ V lên trở lại mức 1.000 điểm hay là 900 điểm là không thể. Cho nên là sẽ là một cái cú hồi phục theo sóng Elliott đi xuống và sẽ có đồ thị dao động để test lại đáy. Cho nên là các bạn hãy nhìn dài hạn, thì các bạn hãy nhìn dài hạn trong ngành phù thịnh, các bạn đừng phù suy, hoặc những doanh nghiệp mà có lợi nhuận đi ngang hoặc giảm nhẹ trong cái thời này thì đừng có mua, hãy để nó sang 2021 ha các bạn ha. Rồi, đó là cái chia sẻ của tôi về chiến lược của ông Buffett. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bài học từ lá thư của Howard Marks, nhà đầu tư huyền thoại trên thế giới. Như tôi đã nói thì Howard Marks là tác giả của cuốn Điều quan trọng nhất thì Happy Life có xuất bản cuốn này. Đó là một trong cuốn sách mà thực sự tạo ra sự khác biệt khôn ngoan dành cho các nhà đầu tư thông minh. Nếu bạn nào chưa đọc thì tôi khuyên các bạn đọc cuốn này, bởi vì đối với tôi, các bạn hỏi tôi là trong những cuốn sách gối đầu giường của tôi thì có cuốn nào, thì đây là một trong cuốn sách gối đầu giường của tôi cùng với Payback Time, Ngày đòi nợ ha. Và cuốn này là một trong cuốn mà tôi highly recommend cho các bạn. Mặc dù nó có một số những cái lỗi nhất định khi mà chúng tôi xuất bản, thì đến lúc tái bản chúng tôi sẽ chỉnh sửa nó cho nó mượt mà hơn về mặt lỗi chính tả. Nhưng cái chuyện đấy chuyện nhỏ thôi. Chuyện lớn đó là chúng ta tiếp thu được gì từ Howard Marks. Và Howard Marks thì cũng đã nổi tiếng với câu chuyện là dám trở nên khác biệt và dám thất bại, dám chấp nhận những việc người khác nghĩ rằng bạn dám thất bại và quyết định đúng không đồng nghĩa với thành công và phải khác biệt để đầu tư. Thì chúng ta hãy cùng đọc cái lá thư này vừa nóng hổi ngày 31 tháng 3 năm 2020. Đây là cái lá thư mà Howard Marks viết cho các cái cổ đông của Oaktree Capital Management, và nó là cái quỹ đầu tư mà trị giá 140 tỷ đô la vào thời điểm hiện tại năm 2020. Đây là một bức thư vừa nóng hổi, vừa thổi vừa sơi cho các bạn. Và chúng tôi sẽ dịch cái video cái lá thư này sang tiếng Việt. Nếu các bạn muốn thì các bạn chút xíu nữa thì các bạn có thể để lại cái email, số điện thoại của bạn, tên của bạn ở phía dưới cái Google link mà tôi đưa vào trong cái link của pin comment ấy. Các bạn đánh vào đó thì chúng tôi sẽ gửi cho các bạn cả cái tài liệu về cái bức thư này bằng tiếng Anh và bức thư này bằng tiếng Việt mà đội ngũ Happy Life của chúng tôi đã chuyển ngữ sang tiếng Việt cho các bạn. Các bạn có thể đọc, nhưng bạn xem cái video này thì cũng được. Các bạn có thể xem để tôi có thể brief sơ qua cho các bạn. Và trước tiên thì chúng ta cùng hiểu là đây, tôi nói là Oaktree Management Capital Management á, là đây là quỹ đầu tư mà quản lý tài sản toàn cầu của Mỹ, và nó được thành lập vào năm 1995 bởi Howard Marks và Brooks Cash, Steve Kaplan, Larry Keeley, Richard Mason và Sheldon Stone. Đây là cái quỹ mà có tuổi đời là 25 tuổi. Và đấy, đến năm 2018 thì hiện nay quỹ đã quản lý là 120 tỷ đô la của tất cả các khách hàng, thuộc là 73 trên 100 những cái quỹ hưu trí lớn nhất của nước Mỹ, bao gồm cũng như là các quỹ mà public fund, tức là những cái quỹ mà đầu tư của công chúng ấy, những cái tổ chức và những cái mà bảo hiểm của các cái công ty. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng đây là một quỹ cực kỳ lớn. Ray Dalio thì quản lý khoảng 160 tỷ. Thì năm 2018 là Oaktree Capital Management là quản lý 120 tỷ rồi. Thì đến thời điểm này thì một số cái báo cáo tôi đọc là khoảng 140 tỷ, là vẫn thấp hơn Ray Dalio một chút. Thì vậy thì chúng ta hãy cùng xem là Howard Marks nói gì về với các cái cổ đông trong một cái memo, tức là một bức thư gửi khách hàng của mình, là Oaktree Client from Howard Marks. Và tựa đề của nó đó là Which Way Now, tức là đường con đường nào bây giờ. Bức thư này thì được viết vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Tôi kéo xuống phía trang 10. Đây là 10 trang, tôi sẽ không dịch word by word
sentence by sentence cho các bạn. Tức là tôi sẽ không phải là một người nói từng từ một trong cái email này, à cái bức thư này đâu. Tôi sẽ dịch cái ý chính thôi. À, và các bạn sẽ, nếu các bạn muốn đọc chi tiết thì các bạn có thể để lại cái link, mà chúng tôi sẽ gửi lại cái link cho các bạn ở phía dưới ha. Và cả bằng tiếng Anh tiếng Việt. Rồi, ban đầu thì mở bài của Howard Mark nói rằng là trong 6 tuần vừa qua thì thị trường đã chứng kiến những thời điểm tuyệt vời nhất và những thời điểm tệ nhất. Đấy, từ tháng 2, tháng 19 tháng 2 cho đến ngày 23 tháng 3 thì thị trường chứng khoán Mỹ thì đã có một cái đợt rơi khủng khiếp nhất trong lịch sử, là rơi 33,9% của chỉ số S&P 500. Và sau đó thì chỉ trong vòng có 4 phiên, từ thứ 3, thứ 4, thứ 5, đấy, 3 phiên, nó tăng là 17,5%. Nếu mà nói tính đúng ra cả ngày thứ 6 nữa thì nó tăng là khoảng 24% đấy. Và đây là cái 3 cái ngày tăng mạnh nhất kể từ năm 1930. Và trong 21 ngày giao dịch, từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 27 tháng 3 thì thấy rằng là có 18 ngày chỉ số S&P biến động trên 2%, và có 11 ngày giảm giá và 7 ngày tăng giá. Thì nếu nói theo đúng cái cuốn mà làm giàu từ chứng khoán ở phía sau tôi ấy, thì với mà khi mà có số ngày giảm nhiều hơn số ngày tăng ấy, thì có nghĩa rằng thị trường bước vào downtrend, có nghĩa thị trường đi vào thị trường con gấu và thị trường giảm điểm. Và nó bao gồm những cái đợt tăng mạnh nhất từ năm 1933 và có những đợt giảm mạnh nhất từ năm 1940, thậm chí là vượt qua cái ngày thứ hai đen tối năm 1987. Tức là nó vượt qua cả cái ngày đen tối năm 1987. Không, xin lỗi các bạn. Tức là nó chỉ thua cái ngày đen tối thứ hai, đen tối năm 1987 thôi. Và từ ngày 9 tháng 3 cho đến ngày 20 tháng 3 thì cái việc mà đây này, ông ta nói ở đây các bạn sẽ thấy rằng là last week new tức là chính phủ đã công bố, tức là công bố là mua lại cái gói giải cứu doanh nghiệp 49 doanh nghiệp với lại 107 tỷ đô corporate bond. Thì nó đây là một cái lần mua rất là kinh khủng. Và ngày 26 thì Justin, tức là cái người mà trader của quỹ Capital Oxy Capital, nói rằng là tôi thực sự rất là khó, tức là rất là khó để tin rằng tôi sử dụng cái từ panic, tức là hoảng loạn, và từ fear of missing out, tức là sợ bị bỏ lỡ cơ hội chỉ trong vòng 2 tuần cùng một lúc. Thì đây là một cái điều mà thực sự chưa bao giờ trong lịch sử của quỹ Oxy Capital Management mà cái người trader người ta lại viết như thế, bởi vì là người ta thấy thị trường biến động quá là hoang dại đi. Đấy, thì ông nói rất là nhiều về cái câu chuyện là bây giờ hãy nhìn ở câu chuyện phía trên và xem là mọi người hãy nghĩ gì về cái đại dịch này, và trong ngắn và dài hạn. Thế thì với những cái vấn đề chẳng hạn như là về thanh khoản, về các khoản nợ, cùng cái giá dầu hiện nay đang ở thấp nhất kể từ có khi thành lập cái OPEC năm 1973, và không, cái cấm vận, xin lỗi các bạn, năm 1973 của OPEC. Thế thì đây là cái mức giá mà giá dầu rẻ hơn cả cái lít nước lọc nữa. Tính ra thì là còn rẻ hơn có 2.500 đồng một lít dầu thôi ở vùng giá 20 đô này. Thì chúng ta cần phải xem lại xem cái triển vọng cũng như là những cái vấn đề liên quan đến giá trị. Và trong cái bối cảnh mà chưa từng có về những điều mà bất định đang xảy ra như vậy trong nền kinh tế thì nó như thế nào. Và các bạn sẽ phải thấy rằng là những cái ông ta cần phải xem là cái gì sẽ chiến thắng trong ngắn và trung hạn, là đại dịch hay là những cái vấn đề liên quan kinh tế hay là những hành động của Fed. Đấy, thế thì ông chia, và tôi rất thích cái Howard Mark. Ông Howard Mark là điểm là ông, khi ông nói thì bao giờ ông nhìn cả vấn đề tích cực và vấn đề tiêu cực nữa, chứ không bao giờ ông nhìn vấn đề là một chiều là tiêu cực. Đấy, ông sẽ nói vấn đề tích cực trước. Thế vấn đề tích cực thì cái khía cạnh tích cực của vấn đề thì ông nói rằng là không có người nào nghĩ rằng là mọi thứ thì đang tốt đẹp. Đấy, tất cả mọi người đều nghĩ với những kịch bản của cái đại dịch đang như thế này thì không có ai nghĩ là mọi thứ tốt đẹp. Nhưng mà nếu mà nhìn ở góc độ của cái người mà tích cực ấy, thì chúng ta phải đánh giá những cái tin tích cực. Và đây là một vài những cái tin tích cực. Đấy, các bạn có thể xem, tôi sẽ điểm tin. Tức là cái quốc gia đầu tiên mà những quốc gia mà bị nhiễm cái đại dịch đầu tiên ấy, thì đã có những báo cáo tốt hơn. Chẳng hạn như là cái báo cáo ở Hàn Quốc, ở Nam Hàn ấy,
thì đã cho thấy mọi người đã bắt đầu được khỏi bệnh nhiều hơn rồi. Và đã có thể là với 100 ca nhiễm mỗi ngày, đây là Nam Hàn, đây chúng ta xem Nam Hàn như thế nào. South Korea, đây Korea đây. Korea thì mỗi ngày khoảng 100 người, 120 người, cũng 10.000 người rồi, mỗi ngày khoảng 5 người bị mất. Đấy thì Nam Hàn đã khống chế được đại dịch, nói khống chế chứ mỗi ngày hơn 100 người thì cũng kinh lắm, nhưng mà thôi thì cứ nhìn đấy. Cái thứ hai nữa là ông Herman Dambach và giám đốc của cái văn phòng của Oaktree Capital Management ở Frankfurt ấy, thì cũng báo cáo rằng là cái con số thì đang cải thiện ở Ý, ở Đức và ở Áo. Thế nhưng mà thì như tôi đã nói thì thôi thì nhìn tích cực trước thì tôi sẽ nói cái tiêu cực sau. Và đây tôi tôn trọng Howard Mark thì tôi cứ nói đọc tất cả những cái gì mà của Howard Mark nói. Và tất cả mọi người thì đều giống như tất cả những cái báo cáo khác, thì Howard Mark nhìn thấy rằng là cái đại dịch này thì sẽ trong vòng 3 tháng nữa thì sẽ được khống chế. Và bởi vì cái đường cong của cái đại dịch thì nó đang đi xuống phía dưới, và cái con mà gây ra đại dịch này á thì nó cũng đã bắt đầu được loại trừ và được loại bỏ, chẳng hạn như là bằng các công cụ như là kiểm tra những cái người bị nhiễm, sau đó cách ly và những người bị nhiễm từ khỏi những người khỏe mạnh, rồi có thể là miễn dịch cộng đồng được phát triển và giảm thiểu những người mà có khả năng gây nhiễm cho lây nhiễm với người khác. Thế giới mà thời tiết ấm lên thì sẽ khiến cho cái đại dịch tan biến đi, rồi sẽ có những cái phương pháp điều trị cái đại dịch này tốt hơn, rồi vaccine thì đang được phát triển rồi, đấy đại loại thế. Rồi cái ảnh hưởng của cái đại dịch này trên nền kinh tế thì rất là mạnh, nhưng mà nó sẽ là trong thời gian ngắn. Mà mọi người đang nghĩ rằng một kịch bản chữ hồi phục chữ V, tức là đi xuống như này và sẽ đi lên rất là nhanh. Đấy, trong khoảng thời gian là giữa quý 2, đấy giữa quý 2 hoặc là giữa năm 2020 và 2021, thì mọi người nói rằng là thí dụ là một cái người mà làm cái công tác dự báo chiến lược của quỹ ấy, thì nói rằng là một S&P 500, công ty S&P 500 thì sẽ bị giảm cái thu nhập vào khoảng 120% trong quý 2. Đấy thì họ nghĩ là họ có thể tăng khoảng 80% của quý 3 so với quý 2. Đấy, và vẫn tất nhiên là quý 3 thì vẫn giảm so với lại quý 3 năm 2019 nó khoảng 20%, nhưng mà sẽ tiếp tục tăng lên quý 4, sẽ tăng quý 3 khoảng 50%, và sau đó thì cả năm 2020 thì nó sẽ giảm vào khoảng 20%. Nhưng mà 2021 thì nó sẽ tăng lại 55% và sẽ mạnh hơn năm 2019 rất là nhiều. Đấy. Cái đại loại là cái kịch bản tích cực là như thế, theo hồi phục theo hình chữ V. Và nói với mọi người là tất cả chính phủ đều duy trì là bỏ tất cả người dân là ở nhà. Chính bởi vậy thì các cái business, tức là các cái cơ sở kinh doanh phải đóng cửa. Và chính điều này thì sẽ chính phủ sẽ cung cấp thêm những cái số tiền để mà mang lại cho những người mà bị ở nhà để có đủ để sống. Rồi hiện nay thì hệ thống ngân hàng thì nó không có bị dễ bị tổn thương giống như là thời điểm mà đại khủng hoảng năm 2008. Và bởi vì cái số nợ của ngân hàng hiện tại mới chỉ là 1/3 so với số nợ năm 2008 thôi. Do đó thì sức khỏe của hệ thống ngân hàng là về cơ bản là cũng ok. Và hiện nay thì chính phủ Mỹ sẽ cung cấp rất là nhiều cho hệ thống hệ thống mà bảo vệ sức khỏe công ấy, những cái trang thiết bị y tế và phát triển những cái thiết bị cũng như là test rất là nhanh và điều trị nhanh cho người bệnh. Đấy, và giá cả của những cái chứng khoán thì sẽ thu hút thêm những người mới, đặc biệt là những người mà hiện nay thì đang cầm tiền, đấy là loại vậy. Thì đây là cái phần mà tính chất là tích cực mà ông ta có thể nghĩ ra. Và đây thì nó thực sự là ông nói rằng là nếu mà theo cái câu chuyện tích cực như này ấy, thì về cơ bản là nó không tệ như năm 1929. Đấy. Và còn cái phần mà tiêu cực đấy thì để cái thông thường người ta nói save the best for last, tức là những cái gì tốt đẹp nhất thì người ta sẽ nói sau cùng, cho nên là ông sẽ nói cái phần tiêu cực sau. Ông cũng nói rằng là tôi là một người có thể là sẽ có thiên kiến, và tôi phải tự ông nói là hệ thống tư duy số 2 của ông, hay là hệ thống tư duy second level mà thinking ấy, ông nói rằng là
ông ấy không phải là một người mơ mộng, người ngủ ngày mơ mộng giữa ban ngày. Và ông nói rằng là ông rất là lo lắng về cái triển vọng, outlook, nên dịch nó là cái bức tranh tiếp theo, mà cái bức tranh lớn mà sau khi đại dịch nó xảy ra, đặc biệt là Mỹ. Bởi vì hiện nay thì như tôi đã nói thì đại dịch nó đã diễn ra ở Mỹ, nó đã vượt qua Trung Quốc rồi, và thậm chí ở Ý, và số con số thì còn tiếp tục tăng lên, và số người chết thì cũng tăng lên, chỉ trong vòng có gọi là 2 ngày nó đã tăng lên gấp đôi. Rồi những cái bang mà hiện nay thì 11 bang của Mỹ, thậm chí là ở Trung Quốc thì chỉ có mỗi Vũ Hán là bị lớn nặng thôi, Bắc Kinh, Thượng Hải không sao. Thế còn Mỹ thì 11 bang, từ New York lên Dallas, Atlanta, Miami, Detroit, Chicago, Philadelphia bị rất nặng cùng với New York, nên là rất là kinh khủng. Và hiện nay thì hệ thống y tế của Mỹ hiện nay thì đang bị ở cái vấn đề quá tải về bệnh viện, giường bệnh, rồi những cái thiết bị dụng cụ y tế để hỗ trợ. Chẳng hạn như đấy, như y tá New York như tôi nói, họ cũng biểu tình đòi thiết bị bảo hộ người họ không có này, thì ông nói như vậy. Và thực tế rằng là tôi quan ngại, ông nói tôi quan ngại là số ca nhiễm và số lượng người bị tử vong ấy thì có thể tăng rất là mạnh. Bởi vì là chúng ta nếu không có cái hành động mà giống như là giống như là Bill Gates và ông Bill Ackman nói là coi như là đóng lockdown toàn bộ nước Mỹ, thì nó sẽ còn tăng rất là mạnh, bởi vì hệ thống y tế bị quá tải. Và đó là điều mà ông sợ nhất. Và tôi sợ rằng là những cái tip về cái đại dịch này nó còn mạnh hơn nữa và nó kinh khủng hơn. Ông nói là I'm afraid that headlines are going to get much uglier in this regard. Đó là rất là kinh khủng ha. Và hiện nay đối với ông thì nền kinh tế, cái điều kinh khủng nhất đó là nền kinh tế thì đang bị đi xuống một cách với cái tốc độ kỷ lục. Và cái tỷ lệ mà thất nghiệp hiện nay thì có thể quay trở lại mức 80%, 8-10%. Hiện nay thì là không phải là 3,3 triệu người nộp đơn thất nghiệp nữa, mà bây giờ 10 triệu người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp trong vòng 2 tuần. Nó kinh khủng hơn cái mà Howard Mark đã gửi ra vào ngày 31 tháng 3. Ngày hôm qua đó là ngày 2 tháng 4 là gửi ra là 10 triệu người thất nghiệp rồi. Và cái GDP quý 2 thì có thể là sẽ bị giảm khoảng từ 15-30% so với mức giảm 10% trong cái quý đầu tiên năm 1958. Thì đây là cái quý mà giảm GDP kinh khủng nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Và thực sự với các bạn rằng là ông dự báo là khả năng là các công ty trong SP500 sẽ bị giảm khoảng 120%. 500 công ty sẽ chuyển từ việc có lợi nhuận trong quý 2 sang lỗ trong quý 2. Nó kinh khủng. Và cái kịch bản mà hồi phục chữ V thì ông nói là cái kịch bản mà tích cực thì gần như khả năng xảy ra là không cao. Bởi vì là bây giờ cái quỹ, cái mà gói kích thích kinh tế giống như tôi nói các bạn 2.200 tỷ mà đưa cho các hộ gia đình của Mỹ tiêu ấy, thì nó được bao nhiêu đâu. Có 3.400 đô một gia đình thì nó sẽ không kéo dài được lâu. Người Mỹ chi tiêu trung bình một tháng nó rơi vào khoảng độ 6.000 đô, cho nên cái này chỉ khoảng độ tầm 15-20 ngày là hết thôi. Và nó sẽ dẫn đến những cái mâu thuẫn về xã hội và cái ảnh hưởng đến mức hồi phục về kinh tế. Thì ngày thứ tư tôi cũng nói rồi là người Mỹ đang mua súng nha các bạn nhé. Và họ sợ cái mức độ là bạo loạn của 500.000 người thất nghiệp và vô gia cư ở Mỹ. Đấy thì Howard Mark cũng nói rất là rõ. Và thực sự là Howard Mark thì cũng nói rằng là tất cả về thu nhập này, doanh thu cũng bị giảm, các cái công ty cũng bị giảm, và lợi nhuận thì tèo rồi. Đấy. Và đặc biệt là một số những cái kịch bản đó là các ban lãnh đạo ấy lợi dụng cái câu chuyện là cái việc mà kích thích kinh tế của chính phủ thì có thể bổ sung các nguồn tiền để mua lại các cổ phiếu quỹ để làm tăng cái EPS lên. Đấy. Và khi làm cái điều này sẽ làm cái tỷ lệ nợ trên, tức là nợ trên vốn chủ sở hữu tăng lên. Và điều này đặt lên những cái vấn đề rất là nguy hiểm cho cái hệ thống, bởi vì họ liên quan đến câu chuyện đó là họ cần đánh giá về để lĩnh thưởng. Đấy, lĩnh thưởng trong đánh giá cuối năm 2020. Đây là một điều rất là nguy hiểm, thì nó sẽ ảnh hưởng tới khá là nhiều những vấn đề. Và còn một vài những vấn đề khác nữa, nó liên quan đến cái câu chuyện là những cái vấn đề như là những cái tài sản, những cái định chế mà sử dụng đòn bẩy nhiều ấy, rồi cái đánh giá tín nhiệm rớt,
rồi những cái vấn đề liên quan đến chất lượng của các cái tài sản đang quản trị trong danh mục các quỹ đầu tư tương đối là kinh khủng. Rồi cái vấn đề liên quan giá dầu thì ông cũng nói là từ 61 đô mà nó rớt xuống còn có 20 đô, có thời điểm 19 đô vào thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2020, thì bây giờ hồi phục 24-25 đô ấy, thì nó sẽ dẫn đến là cái việc là mất việc làm trong cái ngành sản xuất dầu đá phiến và toàn quốc. Khi mất việc như vậy thì nó sẽ mất khoảng 5% số việc làm toàn nước Mỹ, và nó ảnh hưởng tới cái câu chuyện là tỷ lệ thất nghiệp ngày càng cao, và nó ảnh hưởng nhiều tới việc cắt giảm sản lượng và cắt giảm sản lượng của các công ty Mỹ, cũng như là nó ảnh hưởng tới cái việc dự trữ dầu dầu lửa của Mỹ. Khá là nhiều những cái vấn đề liên quan đến việc là sự độc lập về của nước Mỹ về mặt là năng lượng, về dầu lửa. Tóm lại là những cái quan ngại của Paul Goldman thì nhiều hơn là cái phần tích cực khi ông gửi ra. Và ông cũng đánh giá rất là nhiều về cái chương trình nó gọi là CARE, bao gồm là cái AIDS của đại dịch, cái chương trình mà đảm bảo an sinh cho về khoảng 2.000 tỷ ấy. Thì ông nói rất là nhiều đây, thì tôi tóm lược là về cơ bản nó cũng không có cái gì là ghê gớm cả. Nhưng mà ông nói rằng là về cơ bản là ông cũng happy với lại cái việc hỗ trợ của chính phủ. Thế nhưng mà cái câu chuyện ở đây là chính phủ có thể in tiền ra để đưa tiền cho cái người công nhân lao động của Mỹ để sử dụng, nhưng vấn đề nằm chỗ là không có người đi sản xuất những cái mặt hàng thiết yếu mà phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Thì vấn đề ở đây là sẽ cái output là cái phần mà liên quan đến câu chuyện là sản xuất ra những mặt hàng ấy thì nó hiếm đi, tiền có nhưng mà không có mặt hàng để mua, thì cái mức độ đẩy giá và lạm phát sẽ tăng lên, đại loại như vậy thì ông nói. Và chúng tôi sẽ dịch chi tiết cái phần này cho các bạn ha. Và chúng ta đến cái phần summary đi, bởi vì cái phần chi tiết thì có thể là các bạn đọc chi tiết hơn. Nhưng mà phần summary ấy, thì sau khi đánh giá phần tích cực tiêu cực và đánh giá những cái phần mà liên quan tới cái câu chuyện của Howard Mark, nói là ok, vậy thì cái thời gian tới những vấn đề về cách ly xã hội này, những tỷ lệ về đại dịch, rồi tỷ lệ chết, rồi kinh tế suy giảm, những cái vấn đề nó ảnh hưởng mà tác động của chính phủ thì nó sẽ ảnh hưởng gì quyết định đầu tư của ông, thì đoạn này tôi sẽ dịch rất là kỹ cho các bạn. Và tuy nhiên thì thị trường, giá cả của thị trường của các cái tài sản thì sẽ phản ứng đối với những sự kiện và những cái triển vọng, và nó trong một cái sen của ông ta về rất là vi mô ấy, thì ông ta nói rằng là cái sự phục hồi của tuần trước và 24% của Dow Jones và S&P 500 nó quá là lạc quan. Nhưng đó là tôi tức là chỉ ông nói là đó là tôi, bởi vì tôi là khá là skeptical, tức là người là khá là gọi skeptical, tức là không có mạo hiểm, không phải skeptical, tức là người xin lỗi các bạn, tiếng Anh nó lại hơi dịch sang tiếng Việt nó lại bị vấn đề ở đây. Nhưng mà đại loại là ông là một người mà không có quá là lạc quan lắm mức, và bởi vì ông có một cái tư duy luôn luôn có giữ lại cho mình cái tư duy hệ thống thứ hai, và không có quá tin vào những cái điều gì diễn ra trên thị trường. Và tôi có thể nói rằng là hiện nay thì tài sản vào ngày thứ 6 tuần trước nó khá là, về cơ bản là nó có khá là phe rồi đấy. Và cái người mà lạc quan thì đã không, tức là về cơ bản là nó cũng không còn cái gì để lạc quan nữa, tôi dịch nôm như thế. Và bạn có thể hoặc sẽ không phải cảm nhận được giống tôi là cái tính mà bây giờ cần phải phòng thủ, bởi vì những cái thứ mà tiêu cực nó đang còn ở phía trước. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất, giống như cuốn sách của ông nói đó, luôn nói the most important thing, là để sẵn sàng để mà đối phó. Và ông nghĩ rằng là cái giá của các cái tài sản nó sẽ rớt xuống tiếp tục đấy. Ông nói đây: thus my reaction to all above is to expect asset price to decline. Tức là điều đó thì cả điều tích cực và tiêu cực cũng như đánh giá của chính phủ, thì phản ứng của tôi là cho tất cả những điều trên, đó là cái tất cả tài sản nó sẽ tiếp tục nó suy giảm về giá. Như vậy thì có một cái phần mà tôi muốn tổng kết lại đây, đó là các bạn thấy ấy, là ông nói là thus my reaction to all above is to expect asset price to decline. Tức là ông nói là với tất cả những cái gì mà tích cực tiêu cực và những cái tác động của chính phủ Mỹ như vậy, thì ông mong rằng là, ông không phải mong mà ông sẽ dự báo rằng là tài sản, các cái tài sản, giá cả của các cái cổ phiếu sẽ còn đi xuống nữa. Và bạn
có thể hoặc sẽ không thể cảm nhận là chúng ta sẽ có thời gian để tăng cái tính phòng thủ trước những cái biến động tiềm năng về tiêu cực nó xảy ra. Nhưng điều quan trọng nhất, đấy, ông luôn luôn nói điều quan trọng nhất đó là sẵn sàng để mà đối phó và đối phó lên những cái điều tiêu cực đó và tận dụng, take advantage của những cái sự sụt giảm này. Đó là như tôi vẫn nói với các bạn, đó là người giàu thì người ta luôn luôn trữ một lượng tiền mặt. Và ông Warren Buffett thì cũng đã có 140 tỷ đô la. Còn Howard Marks, tôi chắc chắn với các bạn rằng là ông ta cũng có đang có một tỷ trọng tiền mặt rất lớn để có thể take advantage, tức là có thể tận dụng cái cơ hội cổ phiếu này giảm giá, và ông nghĩ rằng sẽ giảm giá. Khi mà nó còn giảm giá nữa thì ông sẽ mua vào, và tôi nghĩ như vậy. Và thế giới thì sẽ quay trở lại và bình thường một ngày nào đó. Và dù nó bây giờ có thể là chưa kết thúc những cái vấn đề liên quan đến cái câu chuyện là khi nào nó quay trở lại bình thường, nhưng mà kể về sức khỏe, về tài chính thì đây là cái điều mà chúng ta làm trong lúc mà chuyển đổi, đúng không? Và hãy giữ mức an toàn. Ông nói vào Howard Marks viết vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Thì giống như tôi nói với các bạn thì đây là cái điều mà tôi rất là thích ở Howard Marks, đó là hệ thống suy nghĩ của ông luôn luôn bao gồm tích cực, tiêu cực và những cái đánh giá tác động. Nó rất là tròn trịa và đa dạng. Cho nên khi tôi làm những cái video với các bạn thì tôi luôn luôn làm theo cái cách là đấy, tôi nói những cái điều tích cực và tiêu cực. Trong nguy có cơ thì tôi nói với các bạn là nguy là 70%, cơ là 30%. Và các bạn hãy phò thịnh chứ đừng phò suy. Một lần nữa tôi lặp lại thông điệp này, và khi các bạn theo dõi cái thông tin của Guy Spier nói, những cái điều về trên chart biểu đồ, rồi những cái điều mà Howard Marks và Charlie Munger cũng như Warren Buffett làm, thì tôi hiểu rằng là bạn sẽ hành động như thế nào trong thời gian sắp tới. Thì đấy là tùy ở bạn. Hãy chuẩn bị cho những điều tiêu cực nhất sẽ xảy ra, chuẩn bị tất cả để mà đón lấy cái cơn mưa vàng sẽ rớt xuống với số tiền bạn đang nắm trong tay. Tiền mặt là vua. Những bạn nào đã xem tôi từ đầu năm 2020 đến giờ thì chắc hẳn trong tay các bạn đang cầm tiền mặt rồi. Thế còn bây giờ thì khi nào chúng ta mua, chúng ta đợi sàn cứng xảy ra, và chúng ta sẽ biết rằng là sẽ phải tiếp tục cập nhật những cái tri thức, những kiến thức về câu chuyện là cái sự phát triển của bệnh dịch nó như thế nào trên toàn thế giới, để chúng ta biết rằng thời điểm nào chúng ta sẽ xuống tiền cùng với các tay to khác. Và các bạn xem đây thì thực sự tôi nghĩ rằng các bạn sẽ là người cực kỳ khao khát thành công, và các bạn đang mong muốn làm gì với số tiền của mình để cho nó sinh sôi nảy nở. Và đây là một cơ hội tuyệt vời để có thể payback, tức là đòi nợ lại những cái tương lai tài chính đã bị cướp đi của bạn. Và bạn hãy comment ở phía dưới cho tôi biết là bạn có yêu thích cái chủ đề này hay không. Bạn yêu thích nó, hãy động viên tôi. Và điều quan trọng hơn nữa đó là gì? Bạn đừng quên nhấp vào cái link mà để, nếu bạn muốn lấy lại cái bức thư này bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt chúng tôi đã dịch ra để gửi email cho bạn ấy, bạn hãy điền thông tin vào. Và tuần sau thì chúng tôi sẽ gửi lại cho các bạn cái email bao gồm cái file PDF bằng tiếng Anh, thư của Howard Marks gửi cho những nhà đầu tư của cái quỹ Oxy Capital Management, và thư tiếng Việt và đội ngũ Happy Life sẽ dịch và gửi ra. Thì tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái điều thông điệp tôi muốn truyền tải với các bạn, đó là các bạn hãy chuẩn bị cho những điều xấu xa nhất xảy ra, và đừng quên những điều tốt đẹp nhất sẽ tới. Thế giới sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng ổn là khi nào? 3 tháng, 6 tháng hay cả năm 2020 chúng ta sẽ phải đối mặt với cái đại dịch này. Tôi không biết, tôi không có quả cầu pha lê, nhưng nếu bạn thích tôi, yêu thích tôi thì hãy comment cho tôi biết, và hãy nói rằng tôi đã xem đến đây để tôi biết rằng bạn đang theo dõi tôi. Và Thái Phạm xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh channel của tôi, và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề tiếp theo, đặc biệt là những chủ đề liên quan đến tài chính cá nhân, phát triển cá nhân và tiền của bạn. Chính là điều tôi quan tâm nhất, đó là thay đổi cuộc sống của tất cả mọi người bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.